Chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã quay trở lại với kênh Sài Gòn TV 123. Nay là ngày thứ 6, 6 tháng 1, 2023. Đến đây là 9 giờ 15 phút sáng. Nay thời tiết Sài Gòn âm u, nhiều mây, đẹp trời xe lạnh. Hôm nay cũng đến đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn về bùng binh dòng xe Quách Thị Trang đã bắt đầu kẻ đường giao thông, phân luồng xe rồi nha mọi người. Đây quý vị có thể nhìn thấy mấy anh công nhân đã tập trung để kẻ những cái dải phân cách, phân luồng xe. Mọi người cùng Cường phá bộ đi dòng xem và khảo sát về cái vòng xoay bùng binh Quách Thị Trang này hiện tại mấy anh công nhân làm như thế nào nhé. Thank you.
Đây quý vị có thể nhìn thấy cái lằn kẻ sẽ đi thẳng qua bên cái đường Hàm Nghi luôn nha mọi người, để cho việc thông xe. Đây mấy anh công nhân đang gắn hàng rào phân cách để cho người đi bộ phía bên trong này. Có lẽ họ thay mới lại mọi người. Đây các anh công nhân này vẽ trước cái mẫu của cái đường giao thông phân luồng đó mọi người. Xong xuôi là có một cái anh kia biết kẻ cái đường giao thông đây, đã kẻ mẫu luôn trước đó mọi người. Xong xuôi có một cái anh đó là có cái một cái máy để mình sơn lại cái đường giải phân cách. Quý vị có thể nhìn thấy phía trước ở bên cái công trình mà giếng trời á, thì người ta đã dẹp hết những cái bãi gửi xe cho mấy anh công nhân làm ở bên trong của giếng trời á mọi người. Đây ta dẹp hết trơn nha mọi người. Ở đây đường là đường lê la nha mọi người.
phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Ngày mới cũng chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe, an lành, tràn đầy niềm vui và gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống cũng như công việc. Rất cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành trên kênh Sài Gòn TV 123 của Phường. Bye bye, hẹn gặp lại đại gia đình video.